Đây là một trong rất nhiều đoàn khách nước ngoài đang có những ngày nghỉ ngơi tham quan tại đô thị cổ Hội An. Thông tin về dịch bệnh và những chiếc khẩu trang y tế không thể ngăn cản họ thưởng thức vẻ đẹp bình yên của di sản văn hóa thế giới nổi tiếng này. Chúng tôi cảm thấy yên tâm ở đây vì thực ra đến nay chưa có ca nhiễm nào ở Hội An và ở Việt Nam nói chung thì cũng rất ít. Chúng tôi chỉ cần đeo khẩu trang ở những nơi đông người, còn lúc ở khách sạn thì rất an toàn. Nói chung không ảnh hưởng gì đến kỳ nghỉ của chúng tôi cả. Để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, Hội An đã tăng cường công tác vệ sinh khử trùng các điểm đến, đặt khẩu trang, nước rửa tay khô tại các quầy soát vé. Hơn 3.000 chiếc khẩu trang y tế đã được phát miễn phí chỉ trong vài ngày qua. Chúng tôi cũng trang bị 7 cái máy đo thân nhiệt tại 3 điểm quầy vé trong khu phố cổ và một điểm tại làng gốm ở Thanh Hà. Thì các cái máy đo thân nhiệt này nhằm cũng phục vụ để kiểm tra cái sức khỏe, tạo một cái sự tin tưởng, an tâm của du khách đối với cái điểm đến của Hội An. Việc đo thân nhiệt diễn ra nhanh chóng ngay tại các quầy soát vé tham quan khi khách có nhu cầu. Sau khi được nhân viên soát vé tư vấn và giải thích, phần lớn du khách đều tự nguyện kiểm tra thân nhiệt. Tôi đến Hội An thì thấy có rất nhiều khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng khi được các nhân viên ở đây đo thân nhiệt và tặng khẩu trang thì tôi đã hoàn toàn yên tâm và thoải mái đi tham quan. Vâng, tốt thôi. Vì có những nơi như thế này để đo thân nhiệt cho khách và phát hiện sớm dịch bệnh nếu có, thì đương nhiên là rất tốt và tôi không thấy phiền gì cả. Cùng với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, du khách, thành phố Hội An cũng đang đẩy mạnh xúc tiến các thị trường khách Âu Mỹ, vốn ít bị tác động bởi thông tin dịch bệnh. Đây được xem là giải pháp quan trọng trước tình trạng hủy tour hàng loạt từ các thị trường Đông Bắc Á cho tới hết tháng 3. Là nghiên cứu đẩy mạnh cái việc thu hút khách đến từ châu Âu và đặc biệt là khách trong nước để bù lại sự sụt giảm đối với những cái thị trường truyền thống như là Hàn Quốc, như là Trung Quốc, và cũng vận động người dân là không có cái hành vi kỳ thị đối với những cái du khách mà của Trung Quốc mà không đến từ vùng dịch. Dù lượng khách Hàn Trung đã giảm hẳn nhưng phố cổ Hội An vẫn tấp nập du khách. Lượng vé tham quan những ngày qua cho thấy khách đến với đô thị cổ Hội An không biến động nhiều. Trung bình khoảng 8.000 đến 9.000 lượt khách mỗi ngày, chỉ giảm khoảng 10% so với trước. Và Hội An vẫn là điểm đến an toàn, thân thiện với du khách.